Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thái Nguyên liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Khánh Hòa dự án tỉnh lộ 3 bị chậm tiến độ do chưa định giá đất đền bù. Thêm phát hiện quan trọng của Hoàng thành Thăng Long. Vé máy bay tăng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Kính thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 12 Thái Nguyên năm 2021, ngày 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Sự chương trình có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh vùng Việt Bắc gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn cùng các hiệp hội và công ty du lịch trong nước. Các đại biểu đã đánh giá thực trạng về chất lượng sản phẩm du lịch, hoạt động liên kết, khai thác các tour tuyến du lịch vùng Việt Bắc với du lịch cả nước, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức sự kiện, hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong hoạt động liên kết với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh vùng Việt Bắc nói chung, các giải pháp trao đổi liên kết, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giữa các tỉnh, các doanh nghiệp trong phát triển du lịch. Thông qua chương trình tọa đàm, các tỉnh vùng Việt Bắc mong muốn sẽ khắc phục những hạn chế, tiếp tục khai thác, xây dựng và phát huy những giá trị sản phẩm du lịch thế mạnh trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Tối ngày 22 tháng 4 tại Rạp Xiếc Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức khai mạc cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc năm 2021. Gần 100 diễn viên của 5 đơn vị nghệ thuật gồm trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Long An đã mang tới 29 tiết mục xiếc tham gia cuộc thi. Các thể loại xiếc tham gia cuộc thi gồm nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật, hài hước, huấn luyện thú. Các chương trình biểu diễn đều được dàn dựng công phu, kết hợp công nghệ chỉnh chiếu ánh sáng, âm thanh hiện đại, mang tính giải trí cao, đáp ứng thị hiếu của đông đảo công chúng. Ngoài ra, các đoàn xiếc sẽ còn biểu diễn phục vụ công chúng trên phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm vào các ngày 24 và 25 tháng 4 tới nhằm quảng bá nghệ thuật xiếc đến với công chúng thủ đô. Ngày 22 tháng 4 tại Hoàng thành Thăng Long, đoàn khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Viện Khảo Cổ học công bố nhiều phát hiện mới tại khu vực khai quật tổng gần 1.000 m2 phía đông bắc của di tích nền Điện Kinh Thiên. Nổi bật trong số các phát hiện lần này là chiếc giếng sâu nhất từ trước đến nay. Trong lòng giếng phát hiện tiền đồng Cảnh Thịnh Thông Bảo. Cảnh Thịnh là niên hiệu từ năm 1793 đến năm 1801 của vua Nguyễn Quang Toàn, con của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Cũng tại khu vực này, các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc chậu lớn, đường kính tới 1m2, cao nửa mét, miệng trang trí hoa mai, hoa sen và liên chậu. Đây có thể là chiếc chậu đất nung có kích thước lớn nhất còn khá nguyên vẹn thuộc thời Trần. Mặc dù các hãng hàng không đều thông báo tăng chuyến bay với hàng trăm nghìn ghế phục vụ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhưng theo phản ánh của hành khách, đến thời điểm này, vé đi các điểm du lịch và các trục bay chính vào cao điểm nghỉ lễ và khung giờ đẹp đều khan hiếm vé. Đặc biệt giá vé trung bình được đẩy cao hơn so với hiện nay. Cụ thể trên đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đặt vé đi vào chiều 30 tháng 4, giá vé mà Vietnam Airlines bán cao nhất là 2.999 đồng, chưa bao gồm thuế phí, trong khi giá vé của Pacific Airlines vào khoảng hơn 2 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí. Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, giá vé của hai hãng này rẻ hơn, dao động từ 1.1 đến 1.8, chưa bao gồm thuế phí. Trong khi đó, cùng đường bay này, Bamboo Airways giá vé cao nhất là 2.6 triệu, chưa bao gồm thuế phí. Tuy nhiên, cũng trục bay này, theo phản ánh của hành khách, cách đây nửa tháng giá vé bằng khoảng 50% hiện nay. Đại diện Vietnam Airlines thông tin, thời điểm hiện tại, hãng ghi nhận lượng khách mua đặt vé cao hầu hết trên tất cả các chặng bay nội địa, với tỷ lệ lấp đầy trong một số ngày bay cao điểm nhất lên tới 95%. Trước tình hình dịch COVID-19 khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải liên kết ban hành các văn bản chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Văn bản của Bộ cũng yêu cầu giám đốc các đơn vị tại cảng hàng không, sân bay chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong phạm vi phụ trách. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cảng vụ hàng không
và các hãng hàng không khẩn trương kiểm tra và nhắc nhở cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế tình trạng ùn tắc vào các ngày cao điểm, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây, các đơn vị chức năng đã xây dựng các kịch bản, trong đó có việc xả trạm nếu lượng phương tiện tồn quá đông tại trạm thu phí. Tuyến Pháp Vân – Cầu Rẽ, một trong những tuyến huyết mạch nằm ở vị trí cửa ngõ của thủ đô Hà Nội. Vào các dịp lễ, Tết, thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ vì lượng phương tiện di chuyển quá đông. Ngoài ra còn là lỗi xe không dán thẻ nhưng lại đi vào làn thu phí, không dừng hoặc có xe dán cả hai loại thẻ của hai nhà cung cấp dịch vụ nên hệ thống không nhận diện. Hiện đơn vị quản lý tuyến BOT Pháp Vân đã xây dựng nhiều phương án phòng chống ùn tắc cho dịp nghỉ lễ sắp tới. Ngày lễ thì 100% dân số chúng tôi đã phải bố trí đường trực và trong đó bố trí các phương tiện như phương tiện xe chở nước, rồi xe cắt đường để phòng có thể xử lý các nguy cơ có thể ra cháy, có thể gây nguy hiểm trên mặt tuyến đường. Và đồng thời cái tần suất của các nhân viên tuyến đường chúng tôi đã tăng lên gần như từ 30 đến 50% so với những ngày bình thường. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi đã phối hợp với cái đặc biệt là phối hợp với đội C03 có thể tổ chức phân làn từ xa và trong đó đã có những nắm bắt cái thông tin tuyến và trường hợp đặc biệt mà nó xảy ùn tắc mà theo cái lộ trình thì chúng tôi sẽ xả trạm theo quy định. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng sẽ chủ động bố trí nhân lực, vật lực với quyết tâm hạn chế thấp nhất và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Tải của hệ thống thì hoàn toàn đáp ứng, về mặt con người thì cũng hoàn toàn đáp ứng và chúng tôi đã gửi văn bản và kế hoạch thông báo các nhà thầu đến thời điểm hiện tại là có ai ứng trực ngày nào và giờ nào. Mà nhìn chung đến công tác chuẩn bị đến thời điểm hiện tại thì sẵn sàng, không vấn đề gì xảy ra. Quyết tâm và chắc chắn là không được trục trặc, mà trục trặc thì cũng phải có cái ứng xử để xử lý tình huống kịp thời. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ đạo các trạm thu phí phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí, chủ động xả trạm, mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài. Cử với lực lượng thanh tra cũng là túc trực tại các trạm. Còn đối với thu phí điện tử không dừng thì Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ phải cử nhân viên kỹ thuật thường trực 24/24 để đảm bảo xử lý các cái lỗi thẻ, các cái lỗi kỹ thuật phát sinh trong các cái dịp lễ Tết khi mà lưu lượng tăng cao hơn tại các cái trạm thu phí. Không chỉ trên tuyến Pháp Vân – Cầu Rẽ mà nhiều tuyến đường cao tốc trên cả nước được dự báo cũng sẽ rất đông đúc. Vì vậy, cả cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị quản lý đường bộ đang dồn lực để phục vụ tốt nhất đi lại của người dân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây được an toàn, thuận lợi. Thời gian gần đây, việc kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua các mạng xã hội, trang thương mại điện tử đã được một số địa phương tại tỉnh Sơn La triển khai. Bước đầu hoạt động này đã mang lại những hiệu quả tích cực so với cách bán hàng truyền thống. Một buổi livestream bán mận online được thực hiện ngay tại vườn mận Tam Hoa ở xã Triềng Đen, thành phố Sơn La. Điều đặc biệt, nhân vật chính của buổi livestream là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 72.000 lượt người theo dõi. Đây là hoạt động được một số cá nhân, tổ chức và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ quảng bá tiêu thụ mận cho nông dân. Theo thống kê của đơn vị đứng ra thực hiện bán hàng online, chỉ trong khoảng một tiếng livestream, bán mận đã thu hút được hơn 500.000 lượt xem trực tiếp. Và sau 2 ngày, số người xem video bán hàng đã tăng lên hơn 3 triệu lượt. Cùng với đó, hàng nghìn đơn hàng đã được khách đặt mua với tổng số lượng khoảng 20 tấn. Tuy số lượng bán ra chưa nhiều, nhưng việc bán hàng online đã góp phần quảng bá được thương hiệu của mận Tam Hoa đến với nhiều người dân trên cả nước. Mận Tam Hoa là loại cây cho sản lượng cao. Những năm gần đây, loại cây này đã được nhiều địa phương tại thành phố Sơn La nhân rộng làm cây trồng chủ lực. Tuy nhiên, do chưa được truyền thông quảng bá nhiều nên chủ yếu chỉ tiêu thụ tại địa phương và các vùng lân cận. Vì vậy, đã dẫn đến việc tiêu thụ còn khó khăn, nhất là hiện nay khi mận đang chín rộ. Để gỡ khó cho người dân, chính quyền địa phương đã chủ động kết nối, thành lập ban vận động chương trình hỗ trợ quảng bá tiêu thụ mận Tam Hoa thông qua mạng xã hội, trang thương mại điện tử. Từ đó, tránh tình trạng quả mận bị ùn ứ và giảm thiệt hại cho người dân. Dự án tỉnh lộ 3 thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bị chậm tiến độ suốt nhiều năm qua vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân
do các cơ quan chức năng gặp khó khi giải phóng mặt bằng và định giá đền bù. Dự án tỉnh lộ 3 bao gồm hai nhánh đi qua hai xã Phước Đồng và Vĩnh Thái thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có tổng chiều dài hơn 13 km và được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Nhưng do khó khăn về vốn nên dự án đã nhiều lần phải điều chỉnh thời gian triển khai. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, phê duyệt giá đất bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho hơn 570 hộ dân và chủ đất. Dự án bị kéo dài suốt nhiều năm qua, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân và việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Trảng É, giảm nhịp phát triển cơ sở tầng phía nam của thành phố Nha Trang. Đường tỉnh lộ 3 nè, nói chung là nó từ xưa đến giờ là lúc nào nó cũng đường nó không bao giờ mà được tốt hết. Tại nó chưa có dự án làm, mà xưa nó chỉ làm tạm thời thôi. Trong năm 2012 thì nó có chủ trương định làm, cũng có nhà, cũng có đi kê khai kiểm đếm rồi, nhưng mà cái dự án sao nào nó bị dừng lại cũng phải gần chờ đến 8 năm á. Năm 2020 thì đầu nó mới triển khai lại, và từ khi đó giờ là đường đó là nó xuống cấp trầm trọng luôn. Đến mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì như lầy lội, là coi như là không đi được. Trong khi chờ đợi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất bồi thường, phía thành phố Nha Trang đã đẩy nhanh tiến độ bằng cách vận động người dân tự nguyện bàn giao trước mặt bằng để cho chủ đầu tư tiến hành thi công. Hiện nay thì cái vướng nhất đó là chúng ta chưa có giá để lập cái phương án bồi thường. Mà không lập phương án bồi thường được thì chúng ta không xét phương án bồi thường và cũng không ban hành được quyết định thu hồi đất. Bởi vì theo quy định hiện nay là sau khi mà lấy ý kiến của người dân về phương án bồi thường thì ba quyết định bồi thường, quyết định thu hồi đất và quyết định tái định cư nếu có phải phê duyệt cùng một lúc. Do vậy nên là cái này là cái mà cũng là cái khó nếu như mà chúng ta chưa có giá. Hiện nay chúng ta chỉ có đang vận động thôi. Có một số hộ dân rất là ủng hộ, tức là hai bên tuyến đường hộ dân ủng hộ cho cái việc thi công. Dự án tỉnh lộ 3 được phê duyệt nguồn vốn hơn 340 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư và được thực hiện với mục tiêu chỉnh trang đô thị, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa sớm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ dự án và ổn định đời sống người dân. Khoảng từ 3 giờ sáng ngày 22 tháng 4, trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn, gây lũ và ngập úng cục bộ, hư hỏng nhiều công trình giao thông tại một số xã thị trấn. Hai địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu. Tỉnh lộ 261 bị sạt lở nghiêm trọng hai bên đầu cầu với chiều dài khoảng 40 mét. Nhiều cầu tràn bị sạt lở. Các tuyến đường giao thông liên thôn bị đất đá vùi lấp, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Ngay trong sáng sớm, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, phối hợp cùng các lực lượng, người dân khắc phục thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại, một số tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn đã cơ bản được khắc phục, người dân có thể lưu thông bình thường. Cũng chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây sự cố sập nhà máy xưởng 15.000 m2 vào trưa ngày 21 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Tech Hồng Dệt Kim Việt Nam, chủ đầu tư dự án nhà máy dệt kim tại khu công nghiệp Tech Hồng, Hải Hà, Quảng Ninh, cùng với các đơn vị chức năng như Ban Quản lý Dự án, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát đã tiến hành kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp khắc phục. Gió lớn bất ngờ gây nghiêng đổ 4 nhịp khung kèo thép đã lắp cấp neo tạm thời, làm sập hoàn toàn nhà xưởng kết cấu thép. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thi công và các bên liên quan lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục, tháo bỏ toàn bộ các cầu kiện bị hỏng và chuyển ra khỏi công trình. Thời gian hoàn thành trong ngày 22 tháng 4. Kiểm tra rà soát lại các cột bê tông liên kết với kết cấu thép để đánh giá lại ảnh hưởng hư hại tới an toàn chịu lực của mỗi cấu kiện, thay thế để tiếp tục thi công hoàn thành công trình. Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố dự thảo đề án tuyển sinh năm 2021 đã lập tức gây sự quan tâm của thí sinh và xã hội. Bởi điểm khác biệt năm nay, bên cạnh thí sinh phải có hạnh kiểm khá, thì trường cũng sẽ không tuyển sinh thí sinh nói ngọng. Bên cạnh ý kiến đồng tình thì cũng còn nhiều băn khoăn xung quanh quy định này. Theo đề án năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đối tượng tuyển sinh trong toàn quốc gồm thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và hạnh kiểm cả 6 kỳ đạt loại khá. Đáng chú ý không tuyển sinh thí sinh dị tật, dị hình và nói ngọng, nói lắp.
và khối ngành sư phạm thì các em cũng sẽ cần phải đáp ứng những cái tiêu chí và điều kiện nhất định. Những cái tiêu chí điều kiện này, ngoài những cái tiêu chí liên quan đến học lực và hạnh kiểm thì cũng sẽ có những cái tiêu chí nhất định liên quan đến từng ngành sẽ được quy định ở trong đề án tuyển sinh năm 2021 của nhà trường. Thông tin này được đưa ra trong khi thời gian đăng ký làm hồ sơ tuyển sinh chỉ còn vài ngày, khiến cho nhiều em học sinh lớp 12 hoang mang lo lắng. Với chất giọng địa phương, đôi lúc bị nhầm lẫn L, N, nên ước mơ trở thành cô giáo ngay từ nhỏ của Thảo, cũng như nhiều học sinh khác, có thể phải gác lại. Người có năng lực thật sự thì chỉ mắc một lỗi ý mà không được, mà nó phá hủy ước mơ của bao người, cũng như em. Sư phạm là nghề dạy người nên đòi hỏi sự chuẩn mực của người giáo viên là rất lớn. Việc tuyển sinh càng chặt chẽ, chi tiết sẽ càng thuận lợi cho quá trình đào tạo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng quy định đưa ra cần có lộ trình để những thí sinh có nhu cầu có thời gian để chuẩn bị đủ những điều kiện đó. Còn việc đưa ra quy định trong khi việc đăng ký nguyện vọng chỉ còn vài ngày là gây khó cho các em. 2022 đến năm 2023 thì sẽ thực hiện cái quy định đấy, còn năm 2021-2022 này thì mình nghĩ là chưa nên thực hiện cái quy định đấy ngay, bởi vì là sẽ để các bạn ấy dần dần thích nghi với lại những cái quy định tuyển sinh mới, thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Cùng với đó, chính các nhà sư phạm cũng cho rằng có những lỗi ngọng có thể sửa được trong quá trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm khi ở trường đại học. Vì thế, thay vì quy định chung chung thì cần có quy định rõ, cụ thể về nội hàm của nói ngọng là như thế nào. Đồng thời nên để quy định thành chuẩn đầu ra thay vì đầu vào, để không làm mất đi cơ hội của thí sinh giỏi có đam mê vào ngành này. Chắc chắn là rèn được, và chúng tôi vẫn đang rèn sinh viên theo hướng đó. Thậm chí chúng tôi phải chia giai đoạn ra cho sinh viên. Chẳng hạn như là đến trước khi đi thực tập sư phạm mà chúng tôi kiểm tra mà thấy vẫn bị lỗi phát âm như thế là chúng tôi không cho đi thực tập sư phạm. Thế thì thực ra các bạn ấy cũng bị áp lực là các bạn phải rèn. Về bản chất chúng tôi thấy rằng phải có áp lực rèn thì sẽ rèn được. Em luyện nói với các bạn ở trong lớp và lắng nghe nhiều hơn vần lờ. Luyện nói năng nên luyện luôn. Năm đầu tiên còn chưa phân biệt được sai hay đúng, thì đến năm thứ ba, Phạm Thị Hằng đã có thể nhận biết và chỉnh sửa lỗi nói ngọng của mình đến 80%. Nên với lộ trình 20% phải hoàn thành trong năm cuối sẽ không quá khó đối với Hằng. Quan trọng hơn là ước mơ được đứng trên bục giảng của em đã hiện hữu ngay trước mắt. Theo phản ánh của bạn xem truyền hình, thời gian qua công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh có dấu hiệu gian lận trong công tác đấu thầu, kê khai năng lực kinh nghiệm, thiếu tài liệu, sai lệch hồ sơ nhưng vẫn trúng thầu. Gói thầu 02XL2020 xây lắp công trình thuộc dự án bổ sung đường trục hạ thế các TBA địa bàn huyện Gia Lâm năm 2021, thị trấn Châu Quỳ, xã Cổ Bi, Đặng Xá do công ty điện lực Gia Lâm làm chủ đầu tư với giá trị hơn 9 tỷ đồng. Tại hồ sơ dự thầu, công ty Hoàng Anh nộp các hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực kinh nghiệm, trong đó hợp đồng số 102 HDPC Ba Đình HATA với công ty điện lực Ba Đình theo kê khai của nhà thầu tổng trị giá hợp đồng trên 7,7 tỷ đồng. Giá trị thực hiện công ty Hoàng Anh tại hợp đồng này tương ứng 100% giá trị hợp đồng. Nhưng trên thực tế, theo tài liệu khán giả truyền hình cung cấp, thì tại dự án đó, công ty Hoàng Anh liên danh giữa hai nhà thầu là công ty Hoàng Anh và công ty cổ phần xây lắp điện Thành An thực hiện. Gói thầu 07XDCB17 cải tạo đường dây trung hạ áp, đường dây viễn thông tuyến phố Đội Cấn đợt 1 do đơn vị điện lực làm chủ đầu tư, phê duyệt trúng thầu với tổng giá trị trên 7,3 tỷ đồng. Thấp hơn rất nhiều so với giá trị hợp đồng mà nhà thầu Hoàng Anh kê khai tại hồ sơ dự thầu. Như vậy, công ty Hoàng Anh đã khai không đúng với hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã trúng trước đó để chứng minh năng lực khi tham gia dự thầu số 02XL2020 tại Điện lực Gia Lâm. Kết quả, nhà thầu Hoàng Anh đã trúng gói thầu trên của Điện lực Gia Lâm với giá trên 9 tỷ đồng. Quyết định phê duyệt số 161 QDPC Gia Lâm ngày 22 tháng 1 năm 2021. Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với giám đốc công ty điện lực Gia Lâm, ông Nguyễn Văn Thành để tìm hiểu thêm về thông tin. Tuy nhiên, phía lãnh đạo công ty lấy lý do bận họp nên không tiếp. Theo tìm hiểu của phóng viên tại hồ sơ tham gia dự thầu, có công ty cổ phần tư vấn và phát triển năng lượng Việt Nam là đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, đơn vị này chưa đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.